Ngày 1 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa truy xét thành công và bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Anh, 23 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, là thủ phạm chuyên gây ra các vụ cướp giật tài sản nhằm vào phần lớn là phụ nữ khi đang lưu thông trên đường. Trước đó, Đặng Ngọc Anh đã thực hiện vụ cướp giật tài sản là một điện thoại iPhone XS Max của một bị hại trú tỉnh Kon Tum khi đang lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái. Ngoài ra, Ngọc Anh còn thực hiện chót lọt 2 vụ cướp giật tài sản khác, phần lớn là điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.